Dạ vâng, xin chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh Sĩ Tư Quân Zika Audio. Và rất nhiều các anh em đã liên hệ trực tiếp cho chúng em và có yêu cầu là trong cái tầm giá 12 triệu thì hãy làm một cái video so sánh giữa cặp loa VK720 mặt xanh với một cặp loa WeWood G6000. Ở trong video này, hiện tại thì em cũng làm theo một cái đơn đặt hàng của một khách hàng ở Nghệ An là có yêu cầu phối ghép cho anh ấy một cái video có hai cặp loa. Một là cặp Bass 40, đó là cặp VK720 với cái mức giá là 12 triệu. Và một cặp nữa đó là cặp G6000, mức giá cũng 12 triệu. Và ghép với bộ đẩy X7 DAC và một bộ mic không dây SE68 Plus. Thì đầu tiên xin mời các anh em đến cái trải nghiệm chất âm của cái bộ VK720 trước. Bộ 720 này thì hiện tại đang sử dụng cặp loa thùng Bass 40 gần vải tầm dầu với cái phiên bản mặt xanh này, hiện tại đang có mức giá là 12 triệu đồng. Hai bên ốc của nó là màu vân gỗ óc chó và mặt trước là màu xanh, kết hợp với hệ thống chung là chung lớn, chung 20. Và chép thì nó được trang bị 4 chép gồm 2 chép màng giấy và 2 chép phễu. Ở phía dưới thì một cái bass lớn với cái màng gần vải tầm dầu đây, cũng như gần sóng xếp rất mau. Công suất của cặp này nó cho ra công suất là 700W, dao động từ 500 đến 700W. Đây là cái phiên bản loa thùng có cái thiết kế đẹp và với con bass lớn như thế này. Đặc biệt là trong cái sự so sánh ở đây thì vẫn giữ nguyên cái bộ đẩy này. Đây là con đẩy X7 DAC và bộ mic thì chắc chắn anh đã lựa chọn rồi, và anh đang băn khoăn cho cái dòng loa. Một là anh có thể lấy loa thùng Bass 40, và hai nữa là anh đang ngắm đến cái đôi G6000 dòng loa cây 2 Bass 25. Thì anh đang yêu cầu làm một cái video như vậy, cũng như trong cái rất nhiều comment và điện thoại yêu cầu trong tầm tiền thì nên so sánh thử. Chúng em hôm nay làm theo cái video theo yêu cầu này. Thì trước tiên xin mời các anh em test chất âm của cái con VK720 này đã. Thành công cái đôi loa G6000 vào rồi, và em tăng volume lên để các anh em nghe và so sánh thử nhé.
thì em có đánh cái cặp đầu tiên, đầu video là em đánh cái cặp W720, và sau cùng đây là em đang đánh cái cặp G6000. Nếu các anh em đeo tai phone vào sẽ so sánh được nó chi tiết hơn, cũng như là đây là cái theo cái gu nghe nhạc của từng người. Người thì thích nghe cái chất âm của cái dòng bass gần bài tầm dầu, người thì thích sử dụng cái đôi bass lớn, hoặc là người thì thích cái dáng loa cây và thích nghe cái chất nhạc của cái dòng loa gần mút xốp. Thì tùy thuộc vào từng cái sở thích cá nhân cũng như cái nhu cầu nghe nhạc của mỗi người, có thể đưa cho mình được cái lựa chọn nó đúng và đúng với cái nhu cầu và cái mong muốn của cá nhân mình. Thì các anh em có thể liên hệ trực tiếp chúng em sẽ tư vấn thêm về hai mẫu loa này. Một là đôi loa cây G6000 và hai là đôi W720 đang có cái giá ngang nhau với cái mức giá là 12 triệu đồng cho cái mẫu loa em vừa so sánh trên. Các anh em có thấy cái sự khác biệt như thế nào, cần bổ sung thêm những cái gì thì các anh em có thể để lại số điện, em sẽ để lại comment, chúng em sẽ lên tiếp những cái video theo cái yêu cầu và theo cái mong muốn của các anh em. Và xin khép lại video tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những video clip tiếp theo.